Dự án cáp treo Phú Quốc được khởi công xây dựng vào ngày 4 tháng 9 năm 2015. Sau hơn 2 năm thi công và đã được cắt băng khánh thành đi vào hoạt động ngày 4 tháng 2 2018. Và hiện nay vẫn còn tiếp tục xây dựng những phần phát sinh còn lại. Là hạng mục quan trọng bậc nhất kết nối với quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, Nam đảo Phú Quốc. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày Phú Quốc chính thức bước lên cấp bậc thành phố. Hệ thống cáp treo được xuất phát từ mũi đất đỏ với chiều dài 7,899m, nối liền An Thới, Hòn Dừa, Hòn Rỏi và Hòn Thơm, gồm có 2 nhà ga, ga đi và ga đến. Có 6 trụ cáp với thiết kế gồm 69 toa cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 hành khách. Vận tốc tối thiểu 8,5m/giây. Dự án do tập đoàn Sam Group làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng. Được xây dựng theo công nghệ của Cộng hòa Áo, là nhà sản xuất nổi tiếng với hàng ngàn tuyến cáp treo trên toàn thế giới. Ga đi An Thới là một tổ hợp bao gồm shop địa Trung Hải, quảng trường biển, phố đi bộ, chợ đêm và căn hộ sườn đồi. Qua sự dày công kiến tạo của con người, giữa sự kết hợp hài hòa đó như một bản hòa ca, nhằm biến quần đảo An Thới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tầm cỡ trong khu vực và thế giới.